Chào mọi người, mọi người đã trở lại với video của gia đình nhà Viết. Hôm nay nhà Viết đi chơi ở cái làng tên là Kaisersberg, một cái làng ở vùng Alsace của mình, và mình sẽ quay cho mọi người xem nhé. Aujourd'hui, on va à Kaisersberg. C'est un petit village. Ouais, on va aller. Il y a l'office de tourisme. Après, on va aller voir, je crois, une église. Il y a un petit château. On va voir tout ça. Ouais, ça te dit? Never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad. Cái fontaine của cái làng Kaisersberg. Và trước mặt mình đây là cái nhà thờ của Kaisersberg. Nhà thờ này nổi tiếng vì cái kiểu của nó là kiểu Roman. Và trong nổi tiếng là bức tượng cái thánh giá của Chúa bị đóng đinh, nó cao 4 thước và chỉ có duy nhất ở cái nhà thờ này là có. Và khi mình đi sâu thêm ở trong thì có cái như là cái chỗ thờ Chúa, thì cũng là một cái bàn thờ rất là đặc biệt. Của đây họ khắc bằng có vàng và những cái lịch sử của Chúa. Nhà mà mọi người thấy đó là nhà bằng colombage, là một cái kiến trúc của vùng Alsace đặc sản ở đây. Ở đây thì mình đi chơi, không khí nó cũng trong lành và mình đi chơi cũng rất là vui. Nhiều người gia đình họ cuối tuần họ sẽ thích đi chơi ở đây, có thể là ngắm những nhà cổ. Chị cho Victoria coi xem là cigogne. La cigogne là một cái con chim biểu tượng của vùng Alsace mình. Có cái cốt truyện là nhà nào mà có con cigogne ở một em bé là có như là một cái biểu tượng của nhà đó sắp có em bé. Thì nếu nó hồng thì là có bé gái, còn xanh thì sẽ có bé trai. City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down. City of mine, how I love this. Cái đường này thì đường pavé cho nên là Victoria không đi được. Trottinette, c'est pas grave, chérie. Viens, on range la trottinette. Parce que là avec les pavés. Và cái ngôi làng này rất là lý tưởng để chúng ta có thể đi bộ, đi ngắm những cái nhà xưa và khuây khỏa trong cuối tuần. Em trở ra sao? Đi lại đường đó hay là...
Tu regardes? Vas-y, regarde. Et tu le prends? Từ cái cầu cổ đây thì khi mình ngước xem thì mình sẽ thấy cái lâu đài cổ, mình có thể lên trên đó được, nhưng mà vì mình với tay còn nhỏ quá cho nên chúng ta không đi. Thì những ai đi dùng Alsace của mình thì họ sẽ nhất định phải đến đây, vì cái làng này là một cái làng rất là đặc biệt ở đây. Và cho dù là mình đi Được quá mùa trời. hè hay là mình đi vào Marché Noël mùa đông thì nó đều rất là đẹp, và nó đều có những cái đặc điểm mà ở một cái làng khác không có. Cho nên là nếu ai có đi ở vùng này thì nhất định phải đến xem làng Kaisersberg. Tôi sẽ Victoria. Je sais pas si à ton prénom à toi, chérie. Non, il n'y a pas mon chat. When I saw you, I would lose control. Made me feel like there was no tomorrow. Should have told you that you're beautiful. But the days pass and now it's so long ago. Did you make it? Did you break free? Did you manage to be who you wanna be? Maybe somewhere you think about me too. Vas-y. Vas-y, pousse. C'est bien. T'as vu comme c'est joli? Avec les fleurs? Regarde devant toi, regarde devant toi. Đây là nói chung là một buổi chiều rất là tuyệt vời cho gia đình của mình, đặc biệt là cho bé Victoria. Victoria có thể trải nghiệm thấy cảnh khác, thấy những cái ngôi nhà khác so với thành phố của mình đang ở. Cho nên ở đây là mà là một địa điểm rất là đẹp để đi xem và đi du lịch. Ở cái làng này năm 2017 đã được cho là làng thích nhất của người Pháp. Rồi, phải tốt xong rồi trời. Another chance, loving you is all I wanted. I'm wide open for a love affair, girl. When you're looking like that, close up, close up. I'ma get close up to you. Yeah, got me, baby, got me hooked on you once again. Cho mọi người xem cái ngôi làng ở Kaisersberg. Bây giờ mình hẹn gặp lại mọi người ở một video tiếp theo nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh của Victoria để mà xem nhiều video khác nha. Xin chào mọi người. Hey, chị Bình, cuckoo.